một nhóm chụp đám cưới thật lung linh, ngày hôm ấy thật âm binh vì hai khách kia chẳng ưng hình. Đành phải về quê của nàng ca lên, dù cho có nhiều linh tinh, vùng quê đẹp như giấc mơ, ta đang mơ mộng cặp ngày nghĩa trang. Trời ơi thấy ghê, vừa về vào nhà thì chẳng còn ai, đi lên đi xuống xem hỏi mẹ đâu em nó ở đâu. Rồi rất minh hoài nhiều chuyện kỳ ghê, chẳng ai nhìn cánh cửa khép lại, hệ thống tự động không đó. Cái ghê hôm rồi thấy mẹ nhìn chẳng gặp em đâu, mẹ cho biết là em đang bệnh nên nó không dám ra ngoài. Trời gió làm ta cứ hoài mong lung, chờ nhau tắm mà nào núng, thằng kia tự nhiên bỏ đi nên ta lo sợ chạy vô đắm chăng. Người không có lâu. Màn đêm ngoài trời không có một ánh sao, nằm ngủ nhưng mà đập cái đầu bỗng tiếng cửa vào nhau, chân thì rung tay thì lạnh nhưng hóng hớt bên ngoài. Hoàng gây thế sao trời mưa nó chơi xích đu hoài, đây là ai sao tự nhiên ra giữa rừng làm chi. Nghe nghĩa trang anh ngồi kia thằng nào chẳng sợ đi, mình sợ ma anh ngờ người là anh bảy trồn á, cần nghỉ kiếm anh bảy trồn dùng nhiều bùa không sợ ma. Hoang mang và sẽ có nhiều gian nan để biết kỹ hơn, hãy ra rạp đừng kể nhiều cho những người chưa xem, đừng lấy máy rồi livestream, nào ta cùng mua vé xem biết ngay thôi mà. Lật mắt buồn nhà ngoài trời không có một ánh sao, cảm muốn nhưng mà đâu cái cảnh nhà có khách nhà ta thì lạnh như hóng hớt bên ngoài, còn đến thế sao trời mưa nó trời rất đủ hoài, đây là ai sẽ tự nhiên ra rừng làm gì. Nghe cha anh ngồi kia thằng nào chẳng sợ đi, sợ má anh ngờ người là anh bảy chồng đã, cần nhìn kiếm anh bảy chồng nhà có khách nhà.